Vậy là tính ra là lỗ thì con bù phải không? Phải không? Rồi con sẽ vô con xiết đồ nha. Nếu mà con lỗ mà con vô con xiết đồ. Không có được xiết đồ. Trời ơi. Nước bây giờ không có được xiết đồ. Có. Có. Đó hay chưa? Con mở phải xiết chứ. Xiết chứ trả trả. Đúng rồi. Không trả thì bây giờ á, nếu mà qua bển á mà 1 triệu, nếu mà 1 triệu 2, 1 triệu rưỡi đó thì hai bà sẽ là mỗi bà 250, mà nếu mà hai bà không đưa đó nha, vô con sẽ xiết đồ. Còn nếu mà không cho lấy đồ là con sẽ bắt người. Không biết bắt người làm gì giờ. Phải chị gái 18-20 còn bắt được, bọn này già muốn chết luôn. Đem qua Trung Quốc á. Ừ, đem qua Trung Quốc làm gì? Mổ bụng. Mổ bụng, ừ, bán. Làm sao? Á? À? Mà nó mày ác rồi. Ủa? Trời đất ơi. Đâu bây giờ hai bà tính sao nè? Thôi biểu đánh thiền đi. Trời ơi. Thôi biểu đánh đi. Nhưng mà ý của bà Tư sao con chưa hiểu? Ủa, ý của bà Hai con chưa hiểu nè. Bây giờ hai bà Hai với bà Tư là qua đóng hùng lợi mà đóng, phải không? Thì cái đâu mình đừng có hỏi con, bây giờ hai bà phải bàn với nhau có chuyện gì hai bà. Bây giờ hai chị em mình hùng lợi đóng không, bây giờ tự đâu bà đóng. Ừ, hỏi bao qua giờ tính bao nhiêu tiền nước hen, là không nói giao tiền nước, bây giờ cháu tính bao nhiêu tiền giờ bà giờ dơ rồi ăn lỗ chịu. Nói gì mà cũng bồ dìa là có con rồi tôi dơ cho. Tôi nói bây giờ ý là trời, tôi với chị hùng lợi đóng cho người ta. Trời ơi thì đem đó đóng đi. Nói nữa ha. Còn nữa ha. Thấy chưa? Con thấy nó hơi trống cắn cái gì rồi đó. Nó hơi mà nó ngộ ngộ cái gì rồi đó. Tôi hai bà giải quyết sao cho em thắng đi. Tôi biểu bà qua bệnh đóng đi. Rồi ăn lỗ chịu. Trời ơi, tôi nói chị nghe bây giờ Tư nói thôi, đừng phải không? Nói với bà Hai đi chứ đừng có chịu con. Bây giờ tôi nói mày nghe phải không? Mã với bà Tư là hai bà hùng lợi đóng, phải không? Phải. Ừ. Con nít mà nó còn biết á. Trời ơi, tôi không nói giờ mày không nghe. Qua bển á, đóng một tiền bao nhiêu đó. Còn lời tao với bà chia. Nghe không? Để vô hết cho bà hả? Vậy không mấy là hai bà là nên đi chung với nhau đi. Đi hai chị em qua bển. Tôi không có đi. Nhưng mà hả, về bển mà mình nhiều hơn rồi sao? Không, không có nhiều. Phải không con? Giờ qua bển vô cho nó đi. Nhưng mà ý bà Tư bởi không có muốn là hai bà là mỗi bà phải bao nhiêu tiền rồi mới đi qua. Ừ. Đó, ý của ngoại thì sao? Nè. Ừ vậy đó, rồi còn nhiêu nó phối lại. Phải không con? Nó tính nhiêu còn nhiêu nó đưa lại phải không? Ừ. Tưởng nó giờ đơn giản vậy thôi. Trời đất ơi. Rồi mặc đồ đẹp cái đi luôn đi. Khoan. Trời ơi đi đâu nữa? Thôi khỏi quá, con ở đây nè. Dưới ai vô đây giật đồ quá. Lại bà luôn thiệt chứ. Trời ơi, có tướng đi cũng đẹp nữa trời. Rồi bà Tư bắt đầu đi đóng phòng để cái mì
Còn ba vợ chồng bà nói chuyện với bà và chú Hoa sao nè? À, đóng tiền điện cho con nè, đóng tiền điện tiếp con. Phong nó kêu đóng tiền điện cho con. Hả? Để đi chút chú Phong qua nói chuyện với tôi. Phong hả? Đang bị cây nó che rồi. Để ông Phong nó qua. Đi đâu vậy trời? Ủa đêm đi về vậy trời? Cái gì đó? Ủa sao là không đóng trời? Qua nó kêu con qua kìa. Dạ hả? Phong nó kêu con qua. Dạ hả? Bây giờ con đâu có tiền đâu con đóng. Hả? Bây giờ con đâu có tiền đâu con đóng. Đưa anh nè. Dạ hả? Ừ. Rồi. À, đây đây đây. Mà làm sao hả? Hả? Mà làm sao ngoại không đóng đi? Thì đóng đó rồi đưa nó gửi là kêu Hồng Phong qua đây cho con nói chuyện một chút. Nó Hồng Phong nó mắc cỡ. Con qua bển đi. Trời ơi bán cái qua con mà trời. Không mấy kêu bà Hai đi luôn đi. Đóng đi. Bà Hai. Còn nhiêu nó hồi lại. Bà Hai. Mà chú Hoa kêu bà Hoa kìa. Hoa nó kêu chị Hoa. Ừ. Nói cái kêu cái bà mà đẹp gái đó qua đây. Ừ, ổng đồ gặp kìa. Nhờ tính sao? Nói nó qua đây đi. Trời ơi, để người ta mà muốn gặp mình rồi mà làm giá với người ta hoài. Giờ tính sao? Đi qua bển đi, nó bệnh mờ. Nó. Qua nói chuyện với nó đi. Con mẹ. Thôi bà ngồi xuống giùm con cái bà Hai. Mà đi mà cái kiểu đó hả? Chú Hoa gặp hả là chú Hoa chạy tét luôn á. Vậy giờ con qua nha. Ha. Lời ăn lỗ chịu nha. Ừ, lời ăn lỗ chịu. Lời ăn lỗ mày đắp vô. Trời mẹ ơi. Đi buồn chuyến này không biết lời lỗ sao nữa nè. Tự đi đi. Hả? Tự đi đi. Mà thí dụ mà hơn số tiền này rồi hai về hai bà có bù thêm nữa không? Trời ơi. Chơi đi buôn của này hả? Thắng thua chưa biết sao? Bỏ nó đem bệnh cho nó mà đi. Ý con nói nếu mà chú Hoa lấy hơn cái số tiền này thì bà ngoại có bù không? Không bù. Không bù. Tính đủ tiền nước thôi à. Trời ơi, rồi lỡ hơn rồi sao? Có hơn đi được mà không? Trời đất ơi, trời cái kiểu này hả lần thông sao nó dám đi? Trời ơi, đi buôn mà lỗ đi làm chi? Giờ bây giờ là con với ngoại đi. Vậy đưa thêm tờ nữa đi. Không đưa rồi, lắc đầu rồi. Đóng tắm à, đóng tắm thôi. Cô chú anh chị ơi, coi cái mặt bà Hai kìa. Đụng tới tiền cái mặt bái gáo. Rồi giờ là con đi phải không? Lời ăn lỗ chịu phải không? Mà nếu mà lỗ thì Hằng Phong lâu lâu nó qua đây cũng phải bù thêm chứ. Bù không? Đi kêu đi mà. Đi mới anh lỗ rồi đi. Lời tính đi chứ. Mà chơi bàn gian vậy ai dám đi. Đi qua bển rồi hả? Không đủ tiền, ông giữ lại hả? Chùi toilet thấy mẹ luôn. Không có giữ tiền hết đâu. Không có tiền hết chứ à. Năn nỉ nè, giờ có thiếu bù nha. Ừ. Bù nhiêu? 50. Trời ơi, có 50 rồi. Không có đủ. Thôi đi xấu rồi, đi gì à. Trời ơi, đừng có thúc con. Con hả dân làm ăn con cái nào mình quầy vốn hay lời mới đi chứ lỗ không có đi. Bây giờ đưa con 500 nó đi rồi con đi. Lời ăn lỗ chịu. Không đưa rồi. Vậy không bà đi đi. Lắc đầu rồi không đưa rồi. Trời ơi sao bà con rối với bà luôn vậy bà Hai. Đưa 500 mà. Còn dư nữa. Sao? Lấy mấy tấm rồi. Mấy tấm là sao? Bà mới mấy tấm rồi giờ đưa nữa. Bà mới có một tấm à. Chú có mặt bãi.
Trời cái mặt nó quá trời luôn. Bữa nay cái mặt bao không giữ bà cố luôn trời ơi. Quá rồi. Quá rồi. Sao? Tối rồi người gì đi. Tối tẩu chứ. Lỗ rồi đâu đi. Bây giờ bà Tư, nếu mà qua bển mà con bị lỗ bà có bù không? Không. Trời ơi, là tới bà nữa. Rồi giờ làm sao? Giờ chú Hòa nếu mà hả con cầm đang cầm 1 triệu nè. Đó, nếu mà ổng cũng đòi 1 triệu 2 rồi tính sao? Thì con bù vô. Trời ơi. Đi buôn kiểu này không êm mà. Chứ làm sao? Nếu mà 1 triệu 2 thì về rồi, đây. Rồi lỗ 1 triệu. Dạ họ đưa hai đưa thêm mỗi người 2 tờ nữa đi, một không, tờ nữa đi. Không. Trời đất ơi, mỗi bà 2 tờ rồi mỗi bà mới có đưa còn có 1 tờ đâu là hết lẹ chứ vậy? Trời ơi, đừng có qua mặt con á, trời. Trời ơi. Sao? Đó, xì rồi đó. Xì rồi, đâu? Có tấm mà. Ừ, đưa đây. Đưa đây. Hả? Dám đưa. Sao không dám đưa? Xương máu của tao hả? Ừ. Vậy là tính ra là lỗ thì con bù phải không? Phải không? Rồi con sẽ vô con xiết đồ nha. Vậy? Nếu mà con lỗ mà con vô con xiết đồ. Không có được xiết đồ. Trời ơi. Nhà nước bây giờ không có được xiết đồ. Có. Có. Đó hay chưa? Con mà phải xiết chứ. Xiết thì trả. Đúng rồi. Không trả thì kiếm hả? Bây giờ á, nếu mà qua bển á, mà 1 triệu. Nếu mà 1 triệu 2, 1 triệu rưỡi đó thì hai bà sẽ là mỗi bà 250. Mà nếu mà hai bà không đưa đó nha. Vô xiết đồ. Vô con sẽ xiết đồ. Xiết nào trả. Còn nếu mà không cho lấy đồ là con sẽ bắt người. Bắt người. Không biết bắt người làm gì giờ. Bắt người đem. Và chị gái 18-20 còn bắt được một người già muốn chết luôn. Làm chết bắt gì làm gì. Đem qua Trung Quốc á. Ừ, đem qua Trung Quốc làm gì? Mổ bụng. Ừ, bán. Mình sao? Á? Bà nói mày ác rồi. Bà nói can ác rồi chị. Giờ quyết định sao? Bù không? Trời ơi, công nhận bà hai, bà cứng cựa chứ. Cái gì quá con không chịu chứ trời. Trời ơi, kêu con đi, phải lời mới đi chứ, lỗ đi chi. Lỗ hoài đi. Đó, vô tiền rồi lời lỗ hoài. Không, nó sợ nó lỗ, nó không đi, nó kêu chị đi đi. Ừ. Bà đi đi. Bây giờ là nếu kiểu đó là hai ngoại lợi ăn lỗ chịu đi, hai ngoại tự đi đi. Là con khổ đi. Chứ con yêu con đi á, là phải có lời hoặc là con không có bù á thì con mới đi. Trời ơi, đi qua bển tự nhiên con mất thêm mấy trăm ngàn nữa sao được. Qua bển nữa là ăn mấy trăm ngàn á. Trời ơi, ăn chứ nhưng mà giờ cũng phải đưa đây con mới đi chứ. Bà kêu bà hối bà thúc ta đi mà bà không có đưa tiền thì ai dám đi. Trời ơi, hai tấm rồi nha. Trời ơi, mấy có đứa nè, có mấy đứa nhỏ làm chứng nè, bà đưa mấy tấm? Hai tấm. Đó. Trời đất ơi, bà trải với mình luôn kìa. Hai tấm. Trời ơi, tức quá trời tức à. Trời ơi, còn trải cái vụ này dài dài nữa nè. Hai tấm. Trời ơi, con tức quá rồi. Khoan, để Phong đang ấy cho xe. Rồi, qua luôn. Quay cái nhỏ cho nó lên TV luôn nè, nó có vợ. Ừ, cho nó có vợ luôn. Thì cái da mặt bà chưa có hết căng nữa hả bà hai? Bà phải nói cho con nghe rõ nè, có trước khi con đi con phải hỏi lại bà hai một lần nữa nè. Là hiện giờ con đang giữ mấy tờ? Cái gì vậy? Bà đưa cho con mấy tờ?
Bà Tư đưa con mấy tờ? Một tờ. À, bà đưa con mấy tờ? Tờ tiền á. Trời ơi. Trời ơi, nói xấu cho người ta lời. Bây giờ nè, bà Tư đưa con mấy tờ? Nãy đưa cho con hai tờ. Mày đi cái gì vậy trời? Con chỉ hỏi bà Tư đưa cho con mấy tờ? Hai tờ. Ủa? Mình Tư thì đưa cho con một tờ. Rồi bà Tư thấy bà Hai đưa con mấy tờ? Chị đưa cho em tờ nữa rồi là hai chị em mình hùng lợi đó. Là tổng cộng mấy tờ? Là hai tờ. Ừ. Nhưng mà bà Hai bà nói cái gì vậy? Bà Hai bà đưa con mấy tờ? Quài trời ơi, đóng đi, đóng tiền đi. Đóng tiền đi. Không phải nha. Những đồng tiền của người già con cầm đi mà không có được mà rõ ràng á, về con mang tiếng lắm á. Bây giờ đó là hiện giờ trên tay con đang này nè, bà Tư mới đưa qua nè, là bà nói con cầm mấy tờ? Trời ơi, bà đưa nhiêu bà phải cho con biết chứ. Tổng cộng mấy tờ? Hai tờ. Ừ, sao bữa nãy nói con ba tờ? Rồi bây giờ con đi. Lời thì con bỏ túi. Lỗ thì hai ngoại bù nha. Có mấy đứa nhỏ làm chứng nha. Ok. Vậy cho mấy ngoại làm chứng nha. Nha. Ờ vậy ok cái đi con mới đi. Ngoại. Ngoại hai. Mà bà ok cái đi con mới đi. Ok đi. Ok không? Bà Thái. Ok. Không, bà nói ok con mới đi. Bây giờ bà Tư ok không? Ok. Đó, bà Hai ok không? Ok. Rồi đi nha. Nha. Dạ. Giờ phòng phải đi nha. Giờ Phong phải đi qua luôn à, để coi nhiều tiền nha. Giờ Phong chắc Phong phải để đây luôn quá. 10 triệu rồi.